bây giờ cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn sáng và phượt ba tỉnh miền Tây nha con. Giờ thì cả nhà Nghiệp đến tham quan một cái địa điểm, đó chính là Cha Diệp. Nghe nói nơi này là một cái nơi rất là linh thiêng. Cha Diệp, Lương Bủ Diệp. Các bạn ơi, chúng ta hãy đi thôi nha. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ tới thăm nhà công tử Bạc Liêu. Bây giờ thì cả nhà sẽ cùng nhau vô quán Âm Phật này để lại Phật Quán Âm. Không, tắm. Ý nè, gì gì nắng đúng không?
Bye bye đi Hồng Tâm. Bye bye, chúng ta về Sài Gòn. Để lên. Bye.